Xin chào bạn, mình đang ở trung tâm triển lãm San Diego Marina Bay Sands ở Singapore. Và đây là lần đầu tiên Audi tổ chức một cái sự kiện có tên là Audi Brand Experience Singapore 2018 tại khu vực Đông Nam Á, và một trong những cái triển lãm lớn nhất của riêng thương hiệu Audi tại khu vực Đông Nam Á. Ở đây thì họ có một khu trưng bày rộng đến hơn 8.000m2, và họ sẽ trưng bày rất là nhiều mẫu xe mới, các mẫu xe concept, mẫu xe ý tưởng cho tương lai, cũng như là các khu vực để họ trình diễn những cái công nghệ, ví dụ như là công nghệ về đèn pha hay các công nghệ xe thông minh, xe tự lái trong tương lai. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm toàn bộ cái sự kiện Audi Brand Experience Singapore 2018 này. Bây giờ mời các bạn vào trong. Ngay sau khi bước qua cửa thì chúng ta sẽ thấy ngay một cái mẫu xe rất là nổi tiếng của Audi, đó là chiếc The Auto Union Taxi. Chiếc xe này được thiết kế bởi Ferdinand Porsche, một người rất là nổi tiếng, sau này là người sáng lập nên cái hãng Porsche. Thì chiếc xe này là một chiếc xe thể thao rất mạnh mẽ của Audi. Nó là một mẫu xe sử dụng động cơ tới 16 xi lanh và công suất động cơ lên đến 520 mã lực vào cái thời điểm cách đây khoảng hơn 80 năm. Chiếc xe này đã từng thắng một cái giải European Championship vào năm 1936. Cái điều này cho thấy Audi cũng là một hãng xe rất là nổi tiếng về những chiếc xe thể thao, những chiếc xe rất là mạnh mẽ. Bây giờ thì chúng ta sẽ bước qua khu vực trưng bày chính. Tại khu vực trưng bày chính ở đây, nó được bao quanh bởi những cái màn hình LED được làm rất là đẹp, thiết kế lại giống như là những cái đô thị, và có những biểu tượng các tòa nhà nổi tiếng ở Singapore chẳng hạn. Ở khu vực này thì họ sẽ trưng bày các dòng xe phổ biến, ví dụ như Audi A3, A4, A5, A6, A7 hay là những mẫu xe phiên biến thể dòng thể thao. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi xem nhanh một vài mẫu xe nổi bật của họ tại cái sự kiện Audi Brand Experience 2018 lần này. Tại sự kiện Audi Brand Experience Singapore 2018 lần này thì Audi cho biết họ sẽ ra mắt Audi Q8 mới. Tuy nhiên mình tìm nãy giờ chưa thấy, có lẽ họ đang còn giấu nó ở trong một khu vực đặc biệt để dành cho một cái lễ ra mắt riêng cho cái đoàn media của Việt Nam. Ở đây thì mình thấy một chiếc Audi A3 Sportback nè, xa xa thì là Q2, có SQ5 nữa, một phiên bản thể thao khác của dòng Q5. Khu vực trưng bày được Audi thiết kế rất là đẹp và đậm chất công nghệ. Mình đã từng đi triển lãm của Audi ở Frankfurt năm 2015 và mình cực kỳ ấn tượng với cái khu vực trưng bày của Audi. Họ luôn tạo ra những khu vực trưng bày rất là đẹp, rất là sáng và đầy cái chất công nghệ ở trong các khu trưng bày của họ. Điều này cũng giống như là những cái mẫu xe của Audi luôn được có ứng dụng những cái công nghệ tiên tiến. Audi là một trong những hãng đi tiên phong trong những cái công nghệ về đèn pha LED hay là đèn pha laser, ngoài ra các công nghệ khác trên xe của họ nữa. Bây giờ chúng ta thử đi sâu vào trong để tìm hiểu thêm những cái mẫu xe của Audi. Họ có tổng cộng hơn 30 mẫu xe ở đây, và những các dòng Audi và Audi Sport. Khu vực này thì đa số là mẫu xe phiên bản rất là thông dụng. Ở bên phía bên trái xa xa đằng kia thì là cái khu vực dành cho các phiên bản thể thao dòng RS. Tuy nhiên ở đây chúng ta có một mẫu xe rất là nổi bật, đó là chiếc Audi A8 mới. Audi A8 mới là một mẫu xe được trang bị rất là nhiều công nghệ hiện đại và nó đạt chuẩn xe tự hành level 3. Nó có một hệ thống treo cơ điện tử giúp cho chiếc xe có thể tự động điều chỉnh thân xe theo cái đường điều kiện đường xá. Ở phía trước chúng ta sẽ có một camera quan sát mặt đường và chiếc xe sẽ tính toán và liên tục điều chỉnh hệ thống treo cơ điện tử để giúp cho chiếc xe vận hành êm ái nhất. Ngoài ra thì trên cao tốc ở tốc độ khoảng 60 km/h là chiếc xe này có thể đã tự lái được rồi, nghĩa là người lái có thể bỏ tay ra khỏi vô lăng. Một số công nghệ khác, ví dụ như là trong điều kiện kẹt xe ở trong đô thị thì Audi A8 mới vẫn có thể tự lái luôn, người lái sẽ cảm giác rất là thoải mái, không cần phải điều chỉnh chân ga chân phanh trong điều kiện kẹt xe nữa, mà nó có thể tự động đi trên một quãng đường dài khi mà bị kẹt xe. Điều này sẽ giúp tài xế cảm thấy thoải mái hơn. Audi A8 là một mẫu sedan hạng sang cỡ lớn và nó là một mẫu xe cạnh tranh với những mẫu xe hàng đầu của những thương hiệu Đức khác, ví dụ như là 7 Series hay là S-Class. Chúng ta sẽ khám phá kỹ hơn mẫu xe này trong một cái video chi tiết hơn. Bây giờ thì mình sẽ đi tiếp qua các khu vực khác. Phiên bản này, phiên bản A8L. Ngay sau cái phiên bản A8L của Audi, chúng ta sẽ có một cái mẫu xe concept, nó có tên là Icon, Audi Icon. Thì ở phía trên kia họ ghi một cái dòng là Audi Intelligent Technology, nghĩa là mẫu xe Icon này là một mẫu xe concept để họ trình diễn những cái công nghệ thông minh, những cái công nghệ thông minh của Audi. Một mẫu xe concept cho nên chúng ta sẽ thấy nó rất là hiện đại, rất là bóng bẩy, thiết kế khá là thú vị. Bánh xe rất là lớn, tới 26 inch. Bây giờ chúng ta đi vòng qua kia để xem cái phần nội thất.
Cái phần nội thất của chiếc Audi Icon khi mà mở cửa ra, mở hai cánh cửa, hai cái bảng lề được đặt ở cột A và cột C, mở toang ra cho một không gian rất rộng rãi, thiết kế đậm chất tương lai. Toàn bộ xung quanh xe là những cái màn hình LCD để chúng ta có thể tương tác với xe. Tất nhiên thì những mẫu xe tương lai này có thể chúng ta sẽ nhìn thấy trong khoảng vài năm nữa trong tương lai chứ không phải hiện tại. Nhưng mà ở những mẫu concept này là nơi để mà các hãng xe nhau đi sẽ trình diễn cái công nghệ mà họ có. Bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp qua những cái khu vực khác trong cái khu trưng bày của Audi Brand Experience Singapore 2018. Ở đây có một khu vực shop nè. Xem thử shop có gì không? Mình thấy ở đây có mô hình xe, có đồng hồ, có ly nước và một số thứ khác. Áo, nón, cục sạc dự phòng vân vân. Có kính nữa. Chưa thấy giá. Chắc là cũng không quá đắt. Đây là một cái mô hình sử dụng công nghệ chiếu hologram, họ tái tạo hình ảnh qua công nghệ hologram. Cái này theo mình biết là như vậy. Rất là đẹp. Cái này chắc để trình diễn thôi chứ không có bán. On your mobile device. Right. Ở đây có một khu vực có 4 chiếc xe đồ chơi của Audi để trải nghiệm, có thể lái vòng vòng, chắc là điều khiển bằng joystick hay là đúng rồi, điều khiển bằng joystick. Mình thấy những cái joystick để trên cái ghế của chiếc xe mô hình này, xe đồ chơi này, những chiếc xe, mô hình những chiếc Audi R8 V10. Cái này là chơi trò chơi giải trí thôi. Ở đây là khu vực trưng bày của Audi Sport, nghĩa là một cái bộ phận thể thao của các dòng xe Audi. Và sau lưng mình xíu nữa thì họ sẽ giới thiệu cái mẫu xe Audi Formula E, nghĩa là một mẫu xe sẽ tham dự cái giải đua xe công thức 1, giống như công thức 1 nhưng mà dòng xe chạy động cơ điện. Thì Audi Sport là một cái bộ phận chuyên tạo ra những mẫu xe hiệu suất cao của thương hiệu Audi. Ví dụ là chúng ta sẽ có RS3, RS4, RS5 hay là những mẫu xe R8, R8 V10 chẳng hạn. Đó là những chiếc xe rất là mạnh mẽ và đạt được những cái tiêu chuẩn rất là khắt khe trên thế giới để có những cái mẫu xe thể thao nhanh và an toàn. Ví dụ ở đây chúng ta có một chiếc Audi RS4 Avant, một cái mẫu xe mới được trưng bày lần này ở Singapore. Nước sơn rất là đẹp. Avant là cái phiên bản wagon của dòng xe RS4. Ở thị trường Việt Nam thì chúng ta sẽ không có những cái phiên bản này, không biến thể dòng Avant, nhưng mà ở châu Âu hay một số nước khác thì họ rất là thích những cái phiên bản Avant, bởi vì cái đuôi phía sau được làm cao lên, rộng hơn và họ có thể được chứa được nhiều đồ hơn. Ở đây chúng ta thấy một chiếc xe RS5 Coupe màu đỏ, rất là đẹp, màu đỏ nhìn cực kỳ sang luôn. Bên này thì là R8 V10 Coupe. Đây là một chiếc xe thể thao rất là đáng mơ ước, một chiếc Audi R8 V10 phiên bản Coupe, nghĩa là mui cứng. Chiếc này ở Singapore có mức giá là 725.999 đô la. Đô la Sing 725.999 đô la sẽ rơi vào khoảng 11 tỷ 12 tỷ đồng Việt Nam gì đó. Giá xe ở Singapore thì cũng khá là cao, có thể là cao hơn cả thị trường Việt Nam nữa. Tại vì các vấn đề về thuế và những cái license để mà chúng ta có thể mua xe. Tương lai của xe thương mại cũng như là những mẫu xe thể thao chắc chắn đó là sẽ là điện. Thì hiện tại những cái dòng xe điện cũng bắt đầu phổ biến rồi, nhưng mà trong tương lai sẽ phổ biến hơn. Và tại cái Audi Brand Experience 2018 lần này thì Audi có mang đến chiếc e-tron Vision Gran Turismo, một mẫu xe có thể là mẫu xe đua nhưng mà sử dụng động cơ điện. Và chiếc xe này nó có những cái công nghệ tiên tiến nhất về động cơ điện mà Audi sẽ ứng dụng cho các mẫu xe của họ trong tương lai. Thì họ sẽ thử nghiệm với những đường đua để xem thử sức mạnh từ động cơ điện có thực sự là đủ tin cậy cũng như là đủ hiệu suất để mà chúng ta tạo ra những mẫu xe mạnh mẽ cũng như là an toàn trên đường chạy. Ở đây chúng ta có một ví dụ rất là điển hình của những dòng xe thể thao của Audi. Chúng ta có một chiếc S4 Sedan. Đây là mẫu thể thao, một phiên bản thể thao của dòng A4. Và chiếc xe này được động cơ trang bị một động cơ V6 3.0, công suất lên đến 354 mã lực và mô men xoắn cực đại là khoảng 500 Nm. Nghĩa là một chiếc xe các bạn có thể nhìn vô cái thông số thôi, nghĩa là thấy là nó rất là mạnh mẽ rồi.
nó được trang bị một hệ thống vận động Quattro, vận động 4 bánh nữa. Chiếc xe này thì về bên ngoài chúng ta sẽ thấy một số khác biệt so với phiên bản sedan thông thường, thì chúng ta sẽ có lưới tản nhiệt đẹp hơn, logo S4 ở bên phía bên kia. Bên dưới cản thì chúng ta sẽ thấy các chi tiết được ốp để trông cho đó mạnh mẽ hơn, thể thao hơn. Bánh mâm cũng sẽ khác, và các chi tiết ở trên phần thân xe, ví dụ ốp gương chiếu hậu hay là ốp lườn xe, cũng sẽ có một số điểm khác biệt so với phiên bản sedan thường. Chiếc xe này ở Singapore thì được bảo hành đến 5 năm. Mức giá vào khoảng 300.000 đô Sing, 300.000 đô Sing vào khoảng 5 tỷ đồng Việt Nam. Ở Singapore thì chúng ta sẽ phải mua thêm một cái license để mà sở hữu xe. Cái mức giá mình tìm hiểu khoảng từ 30 đến 40.000 đô la Singapore. Ở phía trong kia thì chúng ta sẽ có một khu vực trình diễn, và 10 giờ 30 sáng Singapore sẽ bắt đầu. Chúng ta sẽ đang chờ khoảng 1 phút nữa thôi cửa sẽ mở. Chắc chắn trong này sẽ có Audi Q8 mới, và có thể có thêm mẫu E-Liner, một mẫu xe concept khác của Audi. Ta sẽ chờ cửa mở để bước vào. Rồi. Audi làm riêng một cái khu trưng bày, thì trong đây sẽ có Q8. Hay như lúc nãy ở bên ngoài tìm hoài mà chưa thấy chiếc Q8 nào. Có cả e-tron, e-liner, A6. Ở phía trên chúng ta sẽ có một cái phần sân khấu lớn. Và như vậy là chút nữa những chiếc xe mới như Audi Q8 sẽ chạy ra khu vực sân khấu này. Audi Brand Experience Singapore 2018. Bây giờ chúng ta sẽ kiếm chỗ ngồi đẹp để xem. Audi A4 sedan và Audi A4 Avant. The Audi A4 is a showcase of intelligent technology, representing the leading edge of Audi innovation. Whether in sedan, Avant or high performance turbocharged S4, any opportunity is ready for the taking. Ở giữa màu đỏ là chiếc S4 sedan phiên bản có hiệu nâng cao của dòng xe A4. Rồi. A3, A4, bây giờ lẹ đến A5. Như vậy mình nói thì chiếc S4 nó có công suất vào khoảng 354 mã lực, 500 Nm mô hình xoắn. Bên phải là A5 Coupe. Ngoài ra bên kia chúng ta có S5. Bên phải màu đen là S5 Sportback. Bên trái là chúng ta có S5 Cabriolet. The A5 and S5 range proves that form and function can coexist in perfect harmony. What are you waiting for? Give in the desire. Xem sau trình diễn của Audi giống như là một cái show nhạc EDM, ánh sáng âm thanh rất hoành tráng. Phần
của sân khấu nó cũng sử dụng những cái tấm led nền để mà chiếu sáng được. Celebrating its 20th anniversary in 2018, the Audi TT has led the way with progressive design and driving enjoyment. The Audi TT. You dare, I doubt. Seize the moment and be ready for adventure. The Audi Q family of SUV models ensures all conditions are perfect conditions. The Audi Q2 is the ultimate expression of an urban crossover SUV. It is hashtag untaggable and cannot be boxed in. And when you hear the calling, the Audi Q5 and high-performance SQ5 with quattro all-wheel drive brings adventure to life with superior traction and performance. Greatness has a new name. As the ultimate expression of quattro, the full-size Audi Q7 is unmatched. This is the great quattro. Tại Việt Nam thì Audi gọi đó là Land of Quattro, nghĩa là vùng đất quattro. Các mẫu xe mà bán ở Việt Nam đều sử dụng hệ thống vận động dẫn 4 bánh Audi Quattro. Chờ mãi mà chưa thấy Q8 ra. Sân khấu đẹp quá. Hệ thống ánh sáng với các đèn được thiết kế để chiếu ra hiệu ứng ánh sáng cực kỳ đẹp. Nãy giờ nhạc ồn ào, chúng ta sẽ có một khoảng lặng cho những chiếc Audi R8 nữa. Audi Sport. Bây giờ sẽ đến màn trình diễn của Audi Sport, những chiếc xe thể thao của Audi. Mình thấy một chiếc R8 xuất hiện rồi, màu vàng. Audi R8 phiên bản Coupe. Audi RS3 phiên bản Sedan và Avant. Phiên bản Sportback hả? Audi RS3. Đúng rồi, phiên bản Sedan và Sportback.
RS4, RS5. The racetrack isn't just a place where our drivers win trophies. It's a lab where high-performance machines are born and evolved. And when we transfer the learnings of motorsport from the track to the road, performance meets emotion. This is Audi Sport. Audi got our motorsport DNA pulses through the Audi Sport range. The Audi RS3 triumphs with its legendary and unique 5-cylinder turbocharged engine. Proof that 100% performance and 100% purpose can find a happy medium. The Audi RS4 Avant is quite simply like nothing else. Beauty and exceptional performance combine to reveal the Audi RS5 Coupe. And our pinnacle, the mid-engined Audi R8. It's the supercar legends are made of. With a naturally aspirated high-revving V10 engine that offers a driving experience that's quite simply out of this world. Audi có một câu slogan cho cái dòng xe Audi Sport, đó là Born on track, made built for road. Sinh ra ở trên đường đua và được xây dựng lại cho đường phố. A8. Sẽ là Audi A8, một chiếc sedan hạng sang cỡ lớn. Audi A8 là một trong những mẫu xe được ứng dụng rất nhiều công nghệ hiện đại của Audi, và nó đạt được cái mức tự hành level 3. Ta có thêm A7. Chiếc ở giữa sẽ là Audi A8L. Bên phải Audi A7 Sportback và thêm Audi A6. Audi is more. Presenting for the first time in Singapore, the complete full-size class sedan. Sắp tới tại Việt Nam Motor Show 2018, chúng ta sẽ được tận mắt nhìn ngắm những chiếc xe này. At the highest level. A shared DNA that stands for exceptional prestige, comfort and technology. But each one with its own unique set of talents. The all-new Audi A6 sedan gives access to a new world where technological innovations and comfort align in perfect harmony. With the all-new Audi A7 Sportback, iconic design is of course a given. Added to this are superb performance, class-leading practicality, and superlative driving dynamics. The all-new Audi A8 achieves what all technology aspires to be, human-like behavior. And that is why it stands for much more than mobility. It connects with you like only a person can. Three models, one premium portfolio. Audi V8 là một chiếc SUV sang đầu bảng của Audi, và nó sẽ là
đối thủ cạnh tranh của CUV Cup hay là X6 của BMW. Và mình cũng đang rất là nóng lòng để chờ xem thử Audi Q8 sẽ có gì đặc biệt. Wow. Cảm nhận ban đầu thì Q8 có thiết kế có vẻ cân đối hơn so với CUV Cup. Wow, đẹp quá. Cái màu vàng này nhìn rất là đẹp. Please welcome the all new Audi Q8. With Quattro at its core, the new Audi Q8 showcases the future of the Q family and combines the elegance of a four-door coupe with the practical versatility of a large SUV. The new Audi Q8. Welcome to the 8th dimension. Chỉ có một chiếc xe duy nhất. Và có lẽ là kết thúc. Okay. Bây giờ sẽ đến xe concept, xe điện, xe tự hành. Và trình diễn khá là dài. Tương lai của ô tô sẽ là xe điện và xe tự hành. Autonomous concept car, the main benefits from the broad spectrum of Audi intelligent technologies to provide a glimpse into the world of tomorrow.